Hello, xin chào tất cả mọi người, chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh chơi đồ của em. Em kể câu chuyện về chú Vũ Linh. Cái lúc chú mất mà chú hiện linh lên ở trên ngay ngôi mộ, chú biết rằng là kiểu gì anh em con cháu rồi phân chia tài sản. Sau đây em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ta cùng vào tìm hiểu thêm của về bên chú Vũ Linh. Rồi em xin mời cô chú ạ. Gần 100 ngày ra đi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn tiếp tục được nhắc tên trên các mặt báo dữ liệu sự kiện tục của gia đình. Giải quyết nội bộ không ổn thỏa, người nhà cố nghệ sĩ phải nhận pháp luật can thiệp. Trong đó, em gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đã khởi kiện và yêu cầu phân chia lại tài sản. Cụ thể, Hồng Nhung đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy văn bản khai nhận thừa kế của Hồng Loan. Được biết, căn nhà tại Phú Nhuận, những mảnh đất và chiếc ô tô được sang tên cho con gái nghệ sĩ ưu tú. Đồng thời, bà còn yêu cầu chia thừa kế với hai thửa đất tại Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, nghệ danh Tiểu Linh. Tài sản này đã cấu trúc phần di chúc niệm do của nghệ sĩ thực hiện cho Hồng Phượng, ước tính 1.5 tỷ đồng. Theo cập nhật từ phía cháu gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, tòa đã thụ lý đơn kiện. Tranh chấp tài sản trong gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh xảy ra sau khi đám tang kết thúc. Hồng Loan chính thức được đứng tên tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, em gái của nghệ sĩ khởi kiện, tiết lộ đã được chia di chúc niệm. Còn căn nhà này cũng ở, đồng thời là để lại sao đặt cụ thờ không được bán gì hết. Con với mẹ con là con muốn cho. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị các bạn ta cùng nghe chị Hồng Loan kể câu chuyện. Tháng 12 2 từ năm 1998.
và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hủy phần cập nhật biến động đến trên giấy CNQSJD và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và QSD số thửa đất số 87 và 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan không rõ ngày tháng. Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với QSD thửa đất số 8788 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và võ ông Võ Thành Liêu. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu thừa hưởng là 1,5 tỷ đồng. Thưa quý vị, tờ báo Pháp Luật Online này họ nói đó là bên phía của con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan đó đã đứng tên tất cả các tài sản của anh Vũ Linh từ lúc mà anh Vũ Linh còn sống nên đã được sang tên cho Võ Thị Hồng Loan là thế này. Quý vị, mình đọc lại một lần nữa nha. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, vừa xong nghe công tin của chuyện gia đình của chú Vũ Linh đúng không ạ? Cô chú anh chị các bạn, ai chưa đăng ký kênh thì cô chú anh chị và các bạn ta nên ấn nút like và đăng ký kênh để mình nắm bắt được công tin sớm nhất trong hàng ngày, hàng tuần ạ. Xin chào, sau đây em xin hết em xuống like ạ.